rồi em xin chào quý anh chị cô bác nha. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục lên sóng như thường lệ nha anh chị. Cái số hôm nay đài Khánh Hòa này, ngày 20 tháng 9 thứ tư, đảo Khánh Hòa số 11, số 53, số 94, số 39, số 90, số 72, số 59, số 17, đâu đây đài Đà Nẵng nha anh chị, 19 Đà Nẵng, ngày 20 luôn, 74 Đà Nẵng luôn, đây Khánh Hòa nè, 76 này Khánh Hòa, 35 Khánh Hòa. Mấy hôm nay em thua Khánh Hòa miếng nha anh chị. Thôi cái chị mới vô số cho em nha anh chị. Cái đây là 201 tờ nha anh chị. Quán trị vậy nè, em bón cho ngày mai nè, quán trị ngày 21 tháng 9 này nha anh chị. Đó, 21 tờ cọc ha, nhiều. Còn ngày hôm nay thì ít nha anh chị. Đó, ngày ít ha, nhiều số thôi. Hôm qua có bón ít nữa nha anh chị. Đó thì mình có nhiều mình quay cho chị anh chị bao nhiêu mình bón, chủ yếu tiền lại mình để lại mình mà mộng ước mình cũng mua ngày giờ tờ đó anh chị, để lên trúng kiếm cái giải lớn lớn để mình thay đổi cuộc đời nha anh chị. Đó cho bón với số là ít lắm đó, nhiều đó là đâu nhiêu đâu, mình mua số số đề nữa là hết luôn nha anh chị. Đó sợ không đủ luôn. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, mình cầu mong sâu sắc ông bà ngó nghỉ phù hộ cho bà con mình, anh em mình trúng giải lớn lớn để mình thay đổi cuộc sống. Nhiều khi mình sống trên đời này cho hậu nó trải qua nhiều quá, nên bây giờ mau trúng số là nó bù lại nha anh chị, trong trúng số nó bù lại. Bữa em bón năm tài đặc biệt mà em không lái uổng quá anh chị, năm tài đặc biệt. Không lấy uống con tôm quan trị cái đây khó rồi đó, anh tờ em trả hết uống giờ tiếc quá chị. Xong thì tương lai em cứ lấy miết này, có ngày nó cũng vào nha anh chị. Đó, muốn trúng số thì mua giá số thôi chứ giờ số rồi chứ không mua số trúng. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem video của em. Anh chị nào ít mua chơi giá số thì cứ mua, mình cứ giờ sao giờ tới. Đó, nhiều người anh chị mà không biết mua thì kêu không biết giờ số giờ xô giờ sao giờ tới đâu, hai con là trúng 100 ngàn, ví dụ như không nam này hai con trúng 100 ngàn, ba con là trúng 200 ngàn, cứ trúng nó giải sao xuống miết thôi. Đó không, cứ còn giải lớn thì nó còn nhiều tiền đó, như ví dụ như giải 7 này là 200 ngàn nè, giải 6 này là 4 số, 4 số là chúng ta sổ từ sau cho tới này là 4 số ngày hoàn thẳng lấu á, ngày hoàn thẳng lấu nha anh chị. Đó, đó hàng ngon hàng trăm hàng chục hàng đơn vị đó, ngày hoàn thẳng lấu đó là cứ giờ sao giờ tới thôi, nó dễ lắm. Đó là 400 ngàn là 4 số nè, với nam cũng 4 số là 1 triệu, với 70 giờ 4 này 70 giờ 4 là tới 3 triệu này, 20 giải 3 nè mỗi giỏ là 10 triệu, 10 giải 2 mỗi giải là 15 triệu, 10 giải nhất mỗi giải là 30 triệu, và một giải đặc biệt 6 số trúng 2 tỷ. Mẫu giải đặc biệt, mẫu giải đặc biệt là có hai số trúng nha anh chị. Đặc biệt ở miền Trung mình có hai tài trúng thôi, seri có 2 tài trúng thôi là 4 tỷ thôi, là trừ thế ra còn khoảng 1 tỷ 800 triệu nha anh chị. Đó, cứ 10 triệu là đáng thế là 1 triệu, 10 triệu đáng thế 1 triệu. Đó, trúng 4 tỷ thì trừ thế ra là còn 360 triệu, 3 tỷ 600 triệu nha anh chị, 3 tỷ 600 triệu nếu trúng 2 số nha. Đó, một tài là còn 1 tỷ 800 triệu. Đó, còn dưới cái nào mà dưới 10 triệu thì không có đóng thế nha anh chị. Chúng ta dưới 10 triệu là không đóng thế, trên 10 triệu đóng thế nha. Đó, trên 10 triệu đóng thế, 10 triệu cũng không có đóng thế. Theo mình biết là trong cái chỗ 10 triệu đây mà hơi phân vân.
Nhưng mà bữa có bác đại lý nó là 10 triệu là không đông thế nha anh chị. Cây 10 triệu đông thế. Đó. Cho nên cái một ngon giá bãi nè là 200 ngon tà đó, 200 ngon một cây giải đó. Ba số đó là cái ngon ngon lắm. À, một ngon tà giá bãi là 200 ngon đó. Hai trúng 200 ngon. Đó, 306. 306 là 400 ngon. 10 ngon giá tóm, 10 ngon giá tóm nhiều nha anh chị là tới 100 ngon nè, 10 ngon giá tóm nè. Nha anh chị. Rồi. Cầu mong mình trúng cái giải lớn lớn á. Từ giấy ba tới giấy giấy nhì tới đặc biệt á, nhất giấy nhì á ba đặc biệt mấy cái tài cái đó giá lớn nè, từ 10 triệu không à, giá từ 3 triệu cũng ngon. Thì trong thì trúng có trúng được rồi, 10.000 mà trúng được 3 triệu cũng ngon, 10 ngon trúng 1 triệu cũng được nha. Rồi nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Cứ giờ sau giờ tới thôi, có hòn đơn vị rồi hơn chục hòn trăm giờ tới nó ngay hòn thẳng lối mình lên tiền thôi dĩa đâu nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.